Ok, vậy thì xin chào bạn, chúng ta sẽ trở lại H724 đi. Và hôm nay thì mình nghĩ rằng là đến lúc mà mình nên làm cái cố gắng thành lập lại đế quốc La Mã rồi. Thì nếu mà để nói ra thì rằng là mình vẫn đang cân nhắc giữa việc là chơi Áo hoặc là chơi Ý. Bởi vì nếu mà nói chơi Áo thì chúng ta phải thành lập lại đế quốc Áo Hung được. Và Áo Hung là nó cũng là một cái sự lựa chọn không phải quá tệ. Và bây giờ rằng là mình đang chơi Road to 56. Mình không đọc cái chữ 56, nó đọc nó kiểu gì ý. Và nói chung rằng là chơi Ý, mình đang chơi trong cái mod này thì nó đã bổ sung thêm một số nội dung cho cái National Focus Tree. Thì như các bạn phải nhớ rằng là cái cây của bọn Ý thì nó khá là tệ, thì vậy nên rằng là nếu mà mình muốn chơi kiểu ok và nội dung hay thì chúng ta thực sự rằng là nên chơi cái mod. Thực sự ấy, là mình thề là các bạn nên chơi mod. Thì chính ra rằng là mình vẫn chưa rõ lắm mà về cái campaign của bọn Ý như nào cả. Một trong hai cái này là Royal Intervention, chúng ta sẽ theo là hoàng gia. Stab in the back, mình cần phải làm một trong hai này. Thì bây giờ rằng là một là mình sẽ theo theo phát xít và hai là chúng ta sẽ theo hoàng gia. Tuy nhiên rằng là sẽ có nội chiến, sẽ có nội chiến, thì vậy nên rằng là cái việc mà đánh nhau bây giờ thì nó là một cái việc mình không hề muốn một chút nào cả. Thì vậy nên rằng là chúng ta sẽ theo phát xít đi. Đây nhá, sẽ có cái sự kiện decision là mình có thể realize Roman ambitions là mình sẽ thành lập lại đế quốc La Mã. Thì ok, thì mình sẽ làm y như vậy luôn. Có một số cái thì mình không hiểu là cái này đâu ra cả đâu. Nội dung của cái mod này ấy, nó kéo dài năm khoảng tầm năm 1936 cơ. Thì vậy nên rằng là chơi thoải mái luôn. À lúc 1956, nhầm, không phải 1936. Vậy nên rằng là chủ yếu mình sẽ rất mong các bạn sẽ like và subscribe để ủng hộ mình. Vừa nãy mình mới tung ra cái vid của cái Iron Harvest thì mình thấy rằng là cũng khá là ok. Tuy nhiên rằng là nhiều bạn đòi mình làm Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa quá. Các bạn phải nhớ rằng là hôm qua là mình đã đăng cái vid lên rồi. Ok nào, đầu tiên thì như bình thường là mình sẽ đầu tư vào cái nền công nghiệp dân sự này. Đầu tư là rồi, ok đã xong này. Sau đó rằng là vũ khí cho mình full slot này được không nhỉ? Máy bay à? Ở máy bay này cho mình Fighter 30 này. Đấy, còn tầm hai hai xe tăng này, ba này. Cho mình artillery này. Artillery bọn này không sản xuất nhỉ? Đi đi. Ok, cho mình artillery đã đủ này. Quân đội thì bây giờ rằng là mình đang có cuộc chiến ở phía nam này là với cái bọn Ethiopian Empire kia. Nó sẽ khá đơn giản thôi. Cái bọn này thì kiểu cho mod này thì mình thấy rằng là quân đội của Ý nó mạnh hơn ý. Thì vậy nên rằng là cũng khá là ổn. Không có việc gì phải nản lắm cả này. Và đây này. Đấy, rồi ok, lên đây. Bên dưới này quân đội nó hơi yếu. Ý thì thực ra mà nói thì quân đội nó cũng khá là tệ. Thực sự nó khá là tệ. Vậy nên rằng là ngay cả tướng của nó là cũng là một cái chuyện khác. Thực sự là tướng với cả lính nó tệ vãi cái ra. Khi mà lần trước mình chơi thử cái bọn Ý mình thấy rằng là thất bại, thất vọng vờ lờ luôn các bạn ạ. Thất vọng vờ lờ rằng là bọn Ý thì thủy binh cũng ok. Tuy nhiên rằng là nó không phải cái hạng như kiểu là người Anh đâu. Nói chung mình nghĩ rằng là các bạn không chờ quá nhiều quân đội Ý. Nhất là tướng này. Các bạn nhìn xem tướng nhá. Rằng là có bao nhiêu tướng trên level 4. Một tướng nhá. Thực sự là chỉ có một tướng. Thì vậy nên rằng là các bạn phải thấy rằng là tại sao lại yếu thế được cơ? Tuy nhiên rằng là chơi Ý thì chúng ta có thể rằng là đi xâm chiếm mấy quốc gia nhỏ sớm hơn so với quốc gia khác, so với mấy bọn khác, thì vậy nên rằng là cũng khá là ổn thôi. Tấn công đây này. Bởi vì trong cái mod này thì quân đội châu Phi của mình có xe tăng, thì vậy nên rằng là cái việc mà mình xuyên thủng qua quân đội của Ethiopia nhanh hơn thì mình nghĩ rằng là dễ hơn này, thực sự dễ hơn này. Tấn công luôn này, không dừng lại này, tấn công tiếp này. Boom, rồi ok, xuống đây luôn, cần phải đẩy nhanh luôn này, mình sẽ muốn chọc thẳng vào thủ đô luôn này, tấn công đây luôn này. Còn anh tấn công luôn đây này, mấy cái vị trí này bọn nó bị rất là ít về equipment ấy, là về vũ khí, thì vậy nên rằng là mình sẽ đẩy luôn càng nhanh càng tốt này. Sau đó rằng là mình sẽ đọc chọc lên Aziz Dabas kia cái gì kia này. Bây giờ chúng ta sẽ có cái Naval Treaty là cái gọi là gì nhỉ? Cái giới hạn về cái số lượng thuyền với cả trọng tải của thuyền là được bao nhiêu thì nó là tối đa ấy. Bởi vì người Anh người ta sợ rằng là cái kiểu là quốc gia chạy đua về vũ trang, về thuyền thủy binh, thì vậy nên rằng là họ sẽ kiểu tiêu tốn quá nhiều tiền và người Anh cũng phải chạy đua cùng mà. Bởi vì những cái người kia đang đang cố gắng xây dựng thuyền thì người Anh mà không xây dựng tiếp thuyền thì người ta cũng sợ. Thì vậy nên rằng là để mà tránh cái việc chạy đua vũ trang thì họ đã đặt ra một cái giới hạn tối đa rằng là chỉ như này thôi, không được xây quá cái thuyền đấy. Thì nếu mà mình bỏ cái
cái kiểu hiệp định đấy ra ấy, thì chúng ta sẽ bị bọn anh declare war. Thì nhất là khi mà ý đầu game thì chúng ta thực sự rằng là không nên làm điều đó một chút nào cả. Mình bây giờ nhá là sẽ có hai cái, là một là revive the stress up front, là mình sẽ liên minh cả Anh cả Pháp. Tuy nhiên không nên làm, bởi vì rằng là mình nên thành lập đế quốc La Mã đúng không? Thì đế quốc La Mã thì cần phải chiếm những cái thành phố nào? Pháp, Tây Ban Nha, Anh, Yugoslavia, Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ, Anh, Pháp đấy nữa. Đấy, nói chung rằng là chúng ta không thể nào mà hòa bình với phe đồng minh được. Thì vậy nên rằng là mình sẽ muốn là gọi kiểu liên minh với những cái quốc gia nào mà nó có chiều hướng rằng là phát xít và đủ kiểu, như kiểu Romania hay là Bulgaria đủ kiểu. Xem nào, fascist democrat à, có cái gì hay không, Captain Industry này. Bây giờ là mình sẽ cần đầu tư này, đã xong, rất là đơn giản luôn. Ethiopian Empire chiếm luôn này cũng được ấy, nhưng mình không có nhu cầu chiếm luôn lắm nhở. Hay cái puppet đi nhá, puppet đi, bởi vì chiếm luôn thì mình không có nhu cầu lắm. Sau đó rằng là mình sẽ cần phải xử lý vấn đề quân đội nhá, bởi vì quân đội của mình nó đang khá là kém, thực sự rằng khá là kém. Thì vậy nên rằng là sẽ cần phải ý này. Sau đó rằng quân đội này sẽ có lùi ở đây này. Đấy, cả hai đạo quân này, anh này thì nhập vào đạo quân này này, sau đó rằng là đạo quân này sẽ vào đây. Mình sẽ muốn chuyển mấy cái sư đoàn bộ binh khá là dởm này sang cái sư đoàn chính quy nhá. Tuy nhiên rằng sư đoàn chính quy của chúng ta nó cũng không phải là có gì, cái gì đó quá tốt đâu. Tí nữa mình sẽ chỉ cho các bạn xem rằng là tại sao nó không tốt nhá. Thực sự mà nói ra ấy, đây này, mình chỉ tại sao này. Cái template lính của bọn này nó bình thường ấy là một sư đoàn lính bình thường, rằng là sẽ có 3 hàng 3 lính. Tuy nhiên rằng là bọn này chỉ có 2 hàng 3 lính thôi. Thì vậy nên rằng là các bạn thấy rằng là cái width, combat width này bọn nó sẽ có chỉ có 12 này. Thì vậy nên rằng là chúng ta thực sự là sẽ cần phải sửa đấy này. Và sau đó rằng là mình sẽ cần support artillery này. Rồi infantry battalion. Cái này phết này. Infantry này. Đấy, đã xong nhá. Tuy nhiên rằng là vũ khí của chúng ta sẽ chỉ có 7 phải bị âm tiền. Thì vậy nên là nó sẽ hơi căng một chút. Step in the back, đã xong. Chính ra rằng là mình cũng nên đầu tư về cái phần là công nghiệp ý. Tuy nhiên rằng là hai mình đẩy nhanh cái quá trình này lên nhỉ. Move toward autarky, ultimatum to Albania. Mình sẽ muốn declare war thật nhanh với mọi người nhé. Operation Tiberio, mình sẽ declare war với cả bọn Yugoslavia này, Pháp này, Hy Lạp này, với cả là Anh này, Thổ Nhĩ Kỳ luôn đấy. Tiện phết nhỉ. Sau đó rằng là chúng ta liên minh với những mấy quốc gia được. Bọn Romania này, sau đó rằng là Spanish này. Để mà xử lý bọn Tây Ban Nha trước ý, mình sẽ cần phải xử lý Tây Ban Nha trước bọn Pháp hay sao ấy. Nên là vậy. Nationalize the banking, làm này trước này, bởi vì rằng là chúng ta rất cần cái nền công nghiệp để mà triển khai chiến tranh này. Nhớ nhá, chiến thuật của mình làm đến 1938 là mới xây dựng nhà máy quân sự. Ok không? Mình học cái đấy từ rất nhiều người, bởi vì rằng là các bạn không thể nào ngờ được rằng là mình xem YouTube khá là nhiều ấy. Thực sự rất là nhiều luôn, mình xem khoảng tầm là 1 tiếng, 2 tiếng một ngày gì đó. Bởi vì ngày trước rằng là mình, bây giờ mình cứ tập thể dục ấy, là mình xem YouTube và TV lên mà xem nhảy dây. Thì vậy nên là những cái người như kiểu Alex Rambler hay là Ice Ruction thì mình hay xem. Cùng với đó là những cái channel lịch sử như kiểu là Epic History TV, xong rồi History March. Hiện tại rằng là mình không xem nhiều quá, vì kiểu nó làm nó hơi nhạt ấy. Mình bây giờ chỉ xem Epic History TV thôi, nhưng mà mãi chưa có nội dung mới, khá là buồn. À mà có thể khả năng cao là ngày mai là chúng ta sẽ không có vip nhé. Bởi vì rằng là đây là trong cái chuỗi 3 cái vip mình chuẩn bị cho tầm 4 hoặc 5 ngày mình đi du lịch. Thì vậy nên rằng là đáng lẽ ra rằng là mình sẽ làm cho các bạn cái vip của Amazon của Troy cơ, nhưng mà mình lại xóa mất game rồi. Vậy nên là xin lỗi, thực sự xin lỗi. Bao nhiêu nhà máy nhỉ? 15 nhà 1, ok, cũng đang chưa mức lắm đâu. Xem có cái gì mà tăng cho mình cái nhà máy nhỉ? Không có này. Chưa cần này. Cái gì nào? National Character, Cultural Norms, Stability to 5%, cũng được nhỉ? Hierarchy, Revolutionary Minds. Cái này sẽ là tên lửa với cả là
vũ khí hạt nhân này, tuy nhiên rằng là mình vẫn chưa đến mức giai đoạn đấy. The Greater Good không này, Melting Pot thôi kìa, thôi Cultural Norms nhé. Nhắc lại đây là game nhé, đây là mod nhé, thì vậy nên rằng là các bạn có thể thấy là một số chuyện nó sẽ khác so bình thường một chút. Thông cảm, thực sự thông cảm cho mình. Cái Ethiopia này cũng tiện lợi phết nhỉ. Nó cho mình mấy cái lính nó có vẻ cũng được. Tuy nhiên xem template nào. Vũ khí như nào. 900 súng. Không phải là quá tốt đâu. Nhưng mà cũng đủ dùng. Đủ dùng. Nói chung chủ yếu rằng là mình sẽ cần số lượng một chút này. Vũ khí sao? Mình vẫn chưa bắt đầu chiêu mộ lính được đúng không? Đấy, hai sư đoàn kiểu này là mình sẽ cần chiêu mộ này. Division Celere này. Vantaria này. Đấy, là ok này. Ultimatum to Albania. Sau đó rằng là mình sẽ muốn là xâm lược luôn cái bọn Yugoslavia nhỉ. Yugoslavia có được ai đảm bảo? Có được bọn Pháp với cả bọn Czechoslovakia. Hơi căng đấy. Hơi căng, thế thì mình sẽ cần phải rủ thêm một số đứa vào này. Như kiểu rằng là bọn Romania, rồi sau đó rằng là Bulgaria. Thì mình Croatia thì mình sẽ không muốn nhá, bởi vì Croatia nó sẽ là một cái chỗ mà mình cần để mà kiểu thống nhất đế quốc La Mã được. Thân mến, mình sẽ cần phải chiếm quốc gia nào? Holland, Hà Lan, Brabant, Tyrol. Khả năng cao rằng là mình sẽ cần phải declare war luôn với cả là cái bọn Đức nhỉ. Cũng hơi căng đấy nhưng mà cũng được. Đầu tư công nghiệp thật nhanh nhá. Mình sẽ cần công nghiệp của mình nó càng phát triển càng tốt này. Vũ khí sao? Có sư đoàn xe tải không? Mình sẽ muốn chuyển đổi mấy cái bọn này sang thành sư đoàn xe tải nhá. Tức là Motorized Infantry này. Motorized Infantry này. Đấy. Sau đó rằng là Engineer. Thôi cứ kệ đã này. À, một trong đặc điểm chính của mình nữa rằng là mình sẽ sử dụng chủ yếu là không có dùng nhiều xe tăng lắm mà mình dùng nhiều xe tải. Thực sự ý. Là có những cái mình làm hơi kỳ kỳ một chút. À, mình có thể mời cái bọn Hungary cả bọn Áo vào này. Ok, mời luôn nè. Militarized Rome Protocol là mình sẽ liên minh cả bọn Áo với cả Hung. Thì như vậy rằng là sau đó có Romania nữa thì rất là ngon nhỉ. Thì lưu ý rằng là chúng ta hoàn toàn đủ sức mà xử lý cái bọn Pháp rồi nhỉ. Pháp ở đây sẽ có liên bang Đông Dương ấy. Thì rằng là cũng có nội dung được. Là mình có thể chơi được theo kiểu là khởi nghĩa Yên Bái, sau đó là Hồ Chí Minh và đủ kiểu. Tuy nhiên rằng là nếu các bạn muốn thì mình sẽ làm. Comment bên dưới nhé, là nếu mà muốn sẽ làm. Bởi vì trước đó mình làm rồi, nó cũng không có nhiều nội dung lắm. Thì mình cũng formalize. À, mình còn chưa mộ cái bọn militia này. Xây dựng mỏ dầu à? Ok, xây dựng cái mỏ dầu nhé. Làm cho mình mỏ dầu đi, bởi vì rằng là ý thì suy cho cùng là nó cũng không có quá nhiều dầu đâu. Sửa chữa này. Ok, đâu ra đi. Tại sao nó bị hỏng này? Khó hiểu đấy. Số lượng nhà máy mình hơi ít nhỉ. Cái cây gốc của cái bọn Ý là cây kiểu cái cây không có mod ấy. Là cây đấy là nó không, là cái cây đầu tiên, là một trong những cái cây đầu tiên ở trong game. Thì vậy nên rằng là đến bây giờ nó vẫn chưa được cập nhật. Vậy nên vấn đề là gì? À đâu, cái điểm lợi của nó là gì? Rằng là cứ làm một hoặc hai cái focus tree, rằng là chúng ta sẽ có khoảng tầm là 4 hoặc 5 cái nhà máy. Ngày xưa thường hay thế mà. Chứ bây giờ rằng là nếu các bạn chơi mấy cái focus tree gốc ấy mới thì thường là nó sẽ khó, khá là khó kiếm được mấy cái nhà máy hơn. Theo như mình thấy là vậy. Thực sự theo như mình thấy là vậy. Bây giờ rằng là Bulgaria. Bulgaria sẽ không nằm chiến nếu mà bây giờ bọn nó current ruling party is not democratic. À, nghĩa rằng là phải có mối quan hệ nó phải kiểu 10 à. Thì ok, improve relation đi nhá. Tăng cường mối quan hệ nữa này. Rồi sau đó rằng là mình nghĩ là nên liên minh cả bọn Romania nhá. Romania thường rằng là đâu xem nào. Liệu rằng là chúng ta cần Romania không? Transylvania. Hơi khó nhỉ. Thế thì có nghĩa rằng là mình sẽ cần phải declare war bọn nó này.
rồi cái có khi rằng là mình sẽ cần phải đòi bọn nó, đòi bọn nó là trả cho mình, trả cho bọn Hungary cái. Ô vậy có nghĩa rằng là chúng ta sẽ phải declare war của Hungary nữa, kick from faction đúng không? À mình kích được. Vậy thì có gì trong tương lai rằng là mình sẽ cần phải chiếm bọn Hungary này, còn bọn Romania kia thì rằng là mình sẽ cần phải đe dọa bọn nó rằng là mày phải đưa tao Transylvania, thực sự đấy, mày phải đưa tao đấy. Morale division speed à, cũng được nhỉ. Offense này này, này. Material designer không này, không này, không này, này được không? Không, thường là mấy cái này thường tăng tốc cái việc là sản xuất nghiên cứu ý, thì mình à nghiên cứu ý, thì vậy nên rằng là thường là mình không quan tâm lắm. Ongoing task tham gia đi này, cũng chẳng ảnh hưởng lắm đâu, cứ tham gia đi. Treat on the treaties, treat on the treaties. Nationalist này, Democratic propaganda war support cộng 10%, con phết này. Slide war cost, cũng ổn, cũng được. Trước khi mà chúng ta hoàn thành xong cái focus tree đấy thì mình sẽ cần phải lưu trước vào. Nói chung cái làm thì cần phải lưu đã, bởi vì mấy cái sự chọn này thì bình thường rằng là nó khả năng thành công hoặc không, thì mình nghĩ là khả năng cao là không thành công lắm, thì vậy nên rằng là có thành công không? Mình chả biết được. Được à? Ui, ngon. Ngon 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 ngon. Request forces đưa tôi toàn bộ 31 sư đoàn. Không kệ đi. Được đấy, chúng ta giờ có faction khá lớn. Game dễ vãi, đéo hiểu. Không sao cả. Thôi này, chưa cần phải là mở rộng cái đấy đâu nhỉ. Bây giờ mình nghĩ rằng là cũng phù hợp để mà tấn công Yugoslavia rồi nhỉ. Question the high command, maintain the three independence further doctrinal. Đây có lẽ rằng là mình sẽ cần phải sửa chữa lại quân đội đó này. Review the military budget, không này. The backbone of the party. Thôi cứ làm restructure the division đã này. Sau đó rằng là mình sẽ cần phải tô vẽ mặt trận tí nhá. Quân đội này thì mình nghĩ rằng là sẽ tập trung ở biên giới của bọn Albania cái này. Và đây này. Đấy, sang bên này này. Triển khai đây này. Sau đó là sang bên này. Equipment khá là vừa đấy nhỉ. Add này. Pronto, signore. Signore. Military High Command, Armor Expert à? Không, bình tĩnh đây này. Bởi vì mình kiểu bình thường rằng là mình không chú trọng quá nhiều xe tăng ấy, thì vậy nên rằng là dùng cũng được mà không dùng cũng được. Infantry Specialist này. Dispersed Industry này. Sau đó rằng là Improve Machine Tools đã xong. Restructure the divisions. Sau đó rằng là backbone of the party nên làm cái này. End the army's corruption. Cái này thì nó sẽ ảnh hưởng một chút nhưng không sao. Cái này khá là lợi này. Nó sẽ làm mất mình 0,2 điểm political power point mỗi ngày nhưng mà cũng chẳng có gì ảnh hưởng lắm đâu. Thực sự rằng là mất 0,2 là nó với mình nó cũng khá là bình thường. Còn tướng thì mình sẽ cần phải cho mình infantry expert này. Xin lỗi các bạn. Japan declare war. Tắt đi này. Close window. Xin lỗi. Chính ra nữa ấy, ban đầu rằng là mình cũng định chơi cả Liên Xô nữa ấy. Sau đó rằng là mình sẽ làm cái Trotsky. Các bạn nào xem đến đây cũng nghĩ xem thử là Trotsky có nên chơi không? Hay rằng là chơi bọn nào? Không thì hay là mình lại chơi lại cái mod là A Dream of the White Victory ấy. Có nghĩa rằng là nếu như mà phe trắng chiến thắng chiến tranh nội chiến Nga thì rằng là cái mod này khá là hay. Thực sự rằng là nội dung nó rất là hay luôn. Thì vậy nên là chơi lại cũng được. Mình muốn là xem làm series từ cái đấy. Tuy nhiên rằng là Nga mình làm hơi nhiều ấy. The Provisional Government of Libya. Không, mình sẽ không lập ra này. Không này. Nó muốn thành lập ra cái bọn Libya với cả bọn Hy Lạp á. Khó hiểu đấy. Rồi ok, sau đó rằng là mình sẽ muốn mời cả bọn Bulgaria vào đây này.
Mình muốn rằng là cả khu vực biển này nó sẽ thuộc về mình, là thuộc về liên minh của mình. Sau đó rằng là chúng ta mới đủ sức đương đầu với cả cái bọn Đức được không, hiểu? Mình không biết chắc rằng là bọn Đức nó có tham chiến, nó có declare war mình không thì thực sự không biết được. Mình khá là sợ rằng là bọn Đức sẽ declare war mình. Tại vì sao? Bởi vì Áo thì đáng lẽ ra rằng là thuộc về phần của Áo này thuộc về phần của Đức. Trong cái game này đáng lẽ thuộc về phần của Đức cơ, nhưng mà mình lại đi chiếm, mình lại bắt nó là phiên dậu, đồng minh của mình rồi, thì vậy nên rằng là liệu là mình có bị mất Áo không? Áo thì hình như rằng là nó không thuộc về đế quốc Ý đâu, thì vậy đế quốc La Mã đâu, thì vậy nên rằng là mình cũng không cần phải kiểu đi đánh nhau bọn nó làm gì cả đâu, nhưng mà cũng là một thứ cần phải lo. Rework condition không cần này. Backstab và partial mobilization. Nếu bây giờ mình làm war economy được không nhỉ? Đổi đổi luôn được, nhưng mà chủ yếu rằng là mình sợ nó sẽ có event mà cho không cho mình đổi sang ấy. Thêm nhà máy này. Cho tôi. Boom 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 boom. Ok, đã xong. Sau đó rằng là mình sẽ cần phải tăng cường về cho mỗi nhỉ. Thiếu cái gì? À, support equipment chưa, mình chưa sản xuất à? À đâu đang thiếu. Cho tôi vào đây này. Không cần phải sản xuất nhiều thế đâu này. Vũ khí chỉ đến đấy thôi này. Khi vào đây này. Sau đó rằng là mình sẽ muốn cho vào xe tải này. Thế cái mod ấy nó làm cho Ý nó mạnh quá hay sao ấy? À ừ nhờ, Intelligence Agency. Mình khá lười làm mấy cái trò này bởi vì là cái game này nó làm cái đấy là mình không thích chơi lắm ấy, không thích chơi cái điệp viên lắm ấy. Thì vậy nên rằng là lập chuối mình lập cho có thôi mà, cho nó giảm chống đối. Reinforce này. Invite Bulgaria. Có vào? Có vẻ như là không nhỉ. Reshuffle. Mình sẽ bỏ cái này này. Nếu mà mình bây giờ mình làm reshuffle the officer corp. Ui. Ngon đấy. Cũng được, không phải ngon đâu nhưng mà cũng ok phết đấy. Expand the IRA. Cái này sẽ tăng cường nền công nghiệp cho mình này. Tuy nhiên rằng là mình quá lười làm cái đấy. Cái này cũng sẽ tăng cường cái việc đầu tư vào thuộc địa của mình. Và cái này sẽ là vào thủy binh này. Và ý là thủy binh nó khá là ok này, tuy nhiên rằng là mình quá lười nghiên cứu này. Superior firepower. Declare war bọn này, thôi declare luôn đã. Mình nghĩ rằng là declare war trước. Rồi sau đó rằng là mình sẽ muốn gọi cái bọn. Ok, có lẽ rằng là mình sẽ cần phải chia quân đội ra này. Đầu tiên rằng là Romania ấy, đưa hết quân đội cho tôi nào. Đưa hết tổng bộ 31 sư đoàn cho tôi. Đấy, rồi ok này, tham gia ở đây này. 33 sư đoàn đúng không? Một nửa sẽ chia đôi ra này. Đấy, cả hai sẽ phòng thủ biên giới cho tôi này. Ok không? Vào đây. Nói chung là mấy cái sư đoàn sẽ phòng thủ biên giới của mình với Pháp ấy. Bởi vì Pháp, à với cả là bọn Czechoslovakia ấy nhỉ. Thế thì có lẽ rằng là chúng ta sẽ phải chia nốt cả một lực lượng này ra nhé. Thế nào? Lên đây đi. Khiếp, chơi game này dễ vãi. Mà tại sao bọn Romania có nhiều lính đấy? Lên đây này, chắc Slovakia mà trận hơi rộng quá nên rằng là mình sẽ cần phải bỏ bớt ra đã này. Khiếp, quân đội thì mà lớn thế này. Còn sân bay ấy, thì rằng là xem nào, quân đội sao nhỉ? Cho mình armor expert đã này. Ok này. Chiêu mộ quân đội sao? Bỏ này đi này, bởi vì rằng là nó không chiêu mộ nữa này. Tăng cường về chiêu mộ xe tải nhỉ? À ừ, xe tăng của mình cái chiêu mộ nó template nó cũng khá là tệ. Toàn ngựa, đéo có xe tăng gì cả. Xin lỗi các bạn. Xin lỗi. Nhưng mà cái này nó quá tệ, thực sự là nó quá tệ luôn ý. Sư đoàn tăng của bọn Ý tệ vãi. Oh my god, mình không ngờ tệ thế. Đây, không quân này sẽ bay lên bầu trời chỗ này này. Sau đó rằng là mình sẽ cần khoảng tầm
hai loại máy bay này sẽ bay sang bầu trời bên phía rằng là Ban Căn nhé, bay ở đây này. Đấy rồi, ok. Nhập vào nhau này. Còn lại sân bay đâu nhỉ? Ở đây này, bay lên đây này. Mình sẽ tập hợp hết vào nhau đã này. Rồi sau đó rằng là bay lên đâu nhỉ? Chỗ này có sân bay lớn phết này, 2000 cái. Chả hiểu sao cái sân bay trong cái mod câu kia lại mình không chơi được cái gì nhỉ? Cái sân bay trong mod câu kia nó bé vãi cái ra ấy. Gần triển khai nhá. Traditional role không quan tâm này. Balance approach không này, không quan tâm này. Có cái gì không? Không. Rồi, ok. Bây giờ chúng ta sẽ gần chuẩn bị chiến tranh với bọn Yugoslavia nhá. Sân bay thế này, quên mất, vẫn còn một cái thế này nữa này. Bay lên đây đi. To Lombardy. Được chưa? Rồi, ok. Bây giờ mình phải rủ ai vào được nhỉ? Hy Lạp à? Hy Lạp có lẽ rằng là đợi tí này. Bây giờ mình sẽ muốn làm reshuffle the officers corps này. Trước khi declare war với ai mình nhắc lại rằng là chúng ta thực sự là nên phải là lưu lại cho mình ba sư đoàn ra đây phòng thủ mình chỗ này đã này. Molly 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 cho tôi thêm hai sư đoàn chỗ này vào này, năm sư đoàn chắc là vừa đủ ấy. Declare war, gọi đi này. Rồi ok, rồi ok, sau đó rằng là chúng ta sẽ gặp phải chiến tranh cả cái bọn Czechoslovakia kia nữa. Thì mình nghĩ rằng là liệu chúng ta phòng thủ được không? Có vẻ như là không. Thực sự, thắng phết nhỉ. Xem nào, quân đội là phòng thủ nhỉ. Điều động cho tôi này. Ra kia hỗ trợ tôi mặt trận này đi cái này. À, mình quên mất chỗ này. Thôi kệ đi vậy. Chúng ta sẽ có sự hỗ trợ từ cái ông Hitler nữa. Chạy thẳng Belgrade này. Rồi sau đó rằng là có sự hỗ trợ từ bọn này này. Ừ nhỉ, tại sao mình gọi này vào nhỉ? À ừ, mình vẫn chiếm phần lớn là công lao. Thì vậy nên là cũng không sao lắm này. Trong tương lai rằng là mình sẽ declare war cả với cái những đứa nào trong cái faction của mình bây giờ ấy. Thực sự ấy, là mình sẽ declare war đấy. Vãi cả bị đẩy lui cơ. Sư đoàn tăng này của mình nó khá là tệ. Thì vậy nên rằng là chúng ta không nên mong chờ quá nhiều này. Chạy thẳng Belgrade này. Vãi cứ không có sư đoàn nào của mình ở đây à? Ba sư đoàn của bọn ông Đức này đã hỗ trợ nhá. Máy bay đây sao nhỉ? Còn đâu? Ở đâu ấy? À Lombardy à? Thực sự rằng là chúng ta không có sư đoàn nào ở đây à? À đây, ok. Tràn vào Belgrade này. Mình nghĩ rằng là sẽ đi kịp thôi này. Vãi cốt. Nội chiến thắng rồi cơ. Nhanh đấy. Rồi ok. Belgrade sụp đổ nhá. Sau đó rằng là chúng ta sẽ tập trung lên xử lý cái bọn Czechoslovakia kìa. Còn lại ở đây thì hãy tấn công cho tôi xuống Split này. Mau lên này. Quân đội của cái bọn Yugoslavia thôi kia là không đủ để mà phòng thủ tất cả cái mặt trận này. Thì vậy nên rằng là bọn nó chết chắc ở đây rồi. À, anh phát rằng đây à? Còn lại bên này thì liệu rằng là chúng ta xuyên thủng qua đây đâu? Tuy nhiên rằng là mình sẽ nghĩ là đợi xong cái mặt trận ở Czechoslovakia kia đã này. Rồi sau đó rằng là chúng ta mới nên là quan tâm Nice à? Rồi ok, thì xử lý nào. Hiện tại rằng là mình Yugoslavia sụp đổ nhá. Chiếm mất tội này. Tất cả bờ biển này sẽ thuộc về mình này. Mình không còn quan tâm đâu này. Chiếm hết đi này. Chiếm, 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 chiếm. Vãi là không đủ điểm cơ kìa. Rồi ok. Chiếm ăn này. Rồi sau đó rằng là mình sẽ cần phải chiếm, chiếm. Vãi cứt hết điểm. Pass ăn này. Thế có set đâu? Không đủ điểm. Reset. Rồi ok.
chiếm mấy cái mảnh đất này cạnh Bulgaria này. Mình sợ rằng là ông anh Bulgaria sẽ chiếm của mình này. Rồi ok, có vẻ như là anh Hungary kia sẽ không chiếm cái gì cả. Này thả đợi còn hơn này. Chiếm này. Khó đủ điểm ấy nhở. À, ở đâu? Mẹ, thở ở kia đi. Không sao cả, không sao cả, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Ở khu vực này mình có thiếu mảnh đất nào không nhỉ? Control not. Nói chung đằng nào đi nữa mình phải đi clear cả cái bọn Hungary ý. Nên rằng là cứ để bọn nó chiếm đi, kệ đi. God, nhìn tệ vãi. Thôi kệ, không sao cả. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Không sao cả, thực sự là không sao cả đâu. Sau đó rằng là mình sẽ cần phải declare tấn công lên đây này. Mình sẽ để cho cái bọn đồng minh của mình xử lý nốt cái chỗ ở dưới cái này đi anh. Có bọn người Pháp dưới này thì vậy nên rằng là tình thế nó vẫn hơi căng một chút. Nhưng mà không sao đâu này. Máy bay thì sẽ rằng là bay lên bầu trời bên trên này. Còn máy bay bên này cũng thế này. Khi bay vào đây này. Đấy. Rồi ok, sau đó rằng là quân đội mình sẵn sàng nhỉ. Và hết vị trí chưa? Tấn công chắc là được nhỉ. Có thể một số vị trí nó bị yếu này. Thì vậy nên rằng là mình hoàn toàn là chọc thủng qua được này. 4 sư đoàn nào. Ok, hỗ trợ này. Cho lên đây này. Xử lý xong bọn Czechoslovakia kia thì chúng ta sẽ quay sang là bọn Pháp. Vãi cứt. Thôi rồi, kệ đi. Xử lại mặt trận đã nào. Mệt hết cơ chứ lại. Một sư đoàn xuống cái này này. Xử lý mình anh Pháp này. Sau đó rằng là hai sư đoàn còn lại này sẽ tấn công thẳng lên nào. Chưa được từ bỏ này. Khổ hết cơ. Ây trời, triển khai tiếp đi này. Xem nào. Computing machine. Còn mặt trận bên này thì có vẻ như rằng là anh Pháp đã dừng tấn công nhỉ. À đâu, vẫn đang tấn công này. Thì tuy rằng là bọn nó vẫn đang khá là yếu, chưa thể nào mà đủ sức đánh qua mình được. World support cộng 10%, ok, rất là ngon này. Quân đội Pháp dưới này nó vẫn còn quá yếu. Ở đâu cũng không phải yếu đâu, thực sự không phải yếu đâu. Còn đây thì mình đang có khả năng cao là xuyên thủng qua được cái hàng phòng ngự của nó. Còn anh Pháp thì anh đang làm cái gì đó mình không hiểu lắm. Tấn công thử nào. Có vẻ rằng là cũng không được lắm, nhưng mà thôi thì cứ tấn công như cái này. Rồi sau đó rằng là mình sẽ muốn rằng mời anh Tây Ban Nha vào nhé. Mời anh Tây Ban Nha vào. Có lẽ rằng là nên dừng tấn công này. Nói chung là dù gì nữa ý, thì đằng nào mình cũng sẽ declare war với những cái đứa nào trong faction của mình. Declare war hết luôn team mình đi. Sập chưa? Chưa sập à? Còn là Brno kia nữa. Brno rằng là thủ đô của Slovakia. Vũ khí loại mới này. Brno. Xúc. Khiếp, Thái Lan tham gia sớm ấy. Ban đầu mình cũng định chơi cả Thái Lan nữa cơ. Nhưng mà Thái Lan thì nó cũng kiểu chơi nó chán ấy. Thì vậy nên rằng là mình không chơi. Giữ này lại này. Đấy, rồi ok. Sập chưa? Khổ quá, lỗi game, mình không biết rằng là bao giờ này sập cơ. Thế đi chiếm nốt mấy thành phố đi này. Mình nghĩ rằng là... À đây, sập rồi này. Mình nghĩ rằng là nên puppet đi nhá. Thực sự rằng là nên puppet này. Vãi cả anh áo. Anh áo chiếm hết sạch luôn rồi này. Chiếm này. Mình hình như rằng là không có nhiều công lao lắm. Thì vậy nên rằng là bọn nó... mình nghĩ rằng là mình sẽ tạo ra một cái biên giới nó khá là tệ ấy. Thực sự ấy. Còn lại bây giờ rằng là... Xem nào. Mình có bao điểm nhỉ? Thôi lấy cho bọn nó ăn nốt này. Mình không quan tâm đâu này.
Trông xấu vãi. Xấu vãi cả da. Xem nào. Cho mình thêm vũ khí này. Rồi sau đó rằng là hai sư đoàn này thì sẽ tập trung ra biên giới bên này này. Khi sửa lại mặt trận đấy nhá, thì mình sẽ muốn rằng là đây, bốn sư đoàn này sẽ xử lý cho mình bọn Pháp này. Sân bay rồi nhá. Bay sang hết bên này cái này. Rồi ok, thì có lẽ rằng là mình nghĩ là hôm nay dừng lại tới đây nhá. Thì mình đang định quay thêm một cái video nữa cho ngày mai luôn. Thì vậy nên rằng là mình rất mong các bạn sẽ like và subscribe để ủng hộ kênh mình. Và đó, bye bye.